Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 vừa qua là một năm đầy ắp những khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhưng trong khó khăn đó, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn không ngừng nỗ lực, đặc biệt là trong giải ngân vốn đầu tư công, gặt hái được nhiều thành quả trong phát triển kinh tế xã hội. Tăng trưởng kinh tế vẫn đạt trên 2,21%. Các công trình, dự án được hoàn thiện và đưa vào sử dụng mang lại nhiều giá trị về kinh tế xã hội. Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện giai đoạn đầu tư công trung hạn 2016-2020. Do vậy, nguồn vốn đầu tư công của những năm trước dồn về rất lớn. Hơn nữa, phải kể đến đó là ngay từ đầu năm, Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên phải hứng chịu những hậu quả nặng nề của dịch COVID-19. Do vậy, việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công gặp vô vàn khó khăn. Trong nửa đầu năm 2020, tăng trưởng kinh tế của tỉnh ở mức âm. Nhưng những tháng cuối năm, sự bứt phá mạnh mẽ đã mang lại cho bức tranh kinh tế của tỉnh nhiều gam màu tươi sáng. Mọi hoạt động được triển khai mạnh mẽ, dồn dập, bù đắp cho những thiếu hụt của những tháng đầu năm. Vĩnh Phúc được ví như đại công trường. Các công trình, dự án gấp gáp đẩy nhanh tiến độ. Từ đây, nút thắt tăng trưởng dần được gỡ bỏ. Đầu tư công luôn đóng một cái vai trò hết sức quan trọng, là cái động lực để cho tăng trưởng kinh tế. Thì trong từng hoàn cảnh cụ thể, những cái điều kiện cụ thể và thời điểm cụ thể, đầu tư công còn là có cái vai trò là định hướng và dẫn dắt cái nền kinh tế. Thì xác định được cái vai trò quan trọng như vậy thì tỉnh Vĩnh Phúc luôn luôn rất là chú trọng trong cái công tác đầu tư công. Thì đặc biệt trong cái năm vừa qua, tình hình dịch bệnh rất là khó khăn, thì tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có những cái giải pháp chỉ đạo rất là quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công để đóng góp cho cái tăng trưởng kinh tế. Thì cũng đã yêu cầu các cái địa phương, các chủ đầu tư phải ký cam kết để thực hiện các cái dự án đúng và đảm bảo tiến độ. Thì từ những cái giải pháp quyết liệt đó, trong thời gian vừa qua thì tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã hoàn thành một số những công trình trọng điểm mà có cái tác động rất là tích cực tới cái việc tăng trưởng kinh tế. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 10.000 tỷ đồng, đạt khoảng 80% tổng kế hoạch vốn năm 2020 do địa phương triển khai. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đạt khoảng 4.000 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch. Huyện Yên Lạc, huyện Tam Dương và thành phố Vĩnh Yên là những đơn vị đi đầu về thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Nhờ tận dụng thời điểm dịch bệnh tạm ổn định, các công trình dự án được đẩy nhanh tiến độ. Một số công trình trọng điểm được khánh thành và đưa vào sử dụng như Bệnh viện Sản Nhi, Trường Trung học Phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, hạ tầng giao thông được cải tạo, xây mới, đáp ứng nhu cầu đi lại và các hoạt động thương mại, dịch vụ của người dân và doanh nghiệp. Tỉnh ủy cũng đã xác định là 21 dự án trọng tâm và trọng điểm cần đẩy nhanh công tác đầu tư. Thì có thể kể đến một số những dự án như đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, cầu Vĩnh Phú kết nối tỉnh Vĩnh Phúc với Phú Thọ, rồi cầu Vân Phúc kết nối tỉnh Vĩnh Phúc với thành phố Hà Nội, rồi các cái dự án hạ tầng khung đô thị, rồi các cái dự án mang cái tính gọi là đổi mới các cái diện mạo của tỉnh Vĩnh Phúc như đài truyền hình tỉnh, cầu Đầm Vạc, rồi thư viện tỉnh. Tất cả những cái công trình này, dự án này sẽ góp phần để kích thích cái sự tăng trưởng kinh tế xã hội trong thời gian tới. Năm 2020, một năm nhiều khó khăn, nhưng nhìn vào những thành quả trong phát triển kinh tế xã hội, cho thấy cả hệ thống chính trị và người dân trong tỉnh đã nỗ lực không ngừng để vươn mình phát triển. Đó sẽ là nền tảng vững chắc, là tiền đề tươi sáng để năm 2021, Vĩnh Phúc tự tin bước vào giai đoạn thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế xã hội trong một nhiệm kỳ mới với những khởi sắc ban đầu. Phát huy thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới và hệ thống giao thông được đầu tư nâng cấp, mở rộng, kết nối liên thông, những năm gần đây, kinh tế của huyện Lập Thạch ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao. Chủ đề những ngày đầu năm trở nên tươi mới và tràn đầy nhựa sống.
những ngôi nhà khang trang, đường làng rộng rãi và sạch đẹp là thành quả của công cuộc xây dựng nông thôn mới trong suốt 10 năm. Cùng với đó, người dân tập trung vào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đã làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn của xã. Đến nay, sau khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Triệu Đề bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, hình thành các thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2021 thì chúng tôi tiếp tục phấn đấu như vậy là hoàn thành tiếp các cái nội dung trong cái vấn đề xử lý môi trường nông thôn và đặc biệt là tập trung vào phát triển kinh tế hộ gia đình. Đối với thôn kiểu mẫu thì chúng tôi tập trung chỉ đạo vào các cái mảng, các cái tiêu chí của thôn. Cũng như Triệu Đề, hầu hết các địa phương của huyện Lập Thạch đã có sự thay da đổi thịt mạnh mẽ sau khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, bước vào nhiệm kỳ mới, các địa phương trong huyện Lập Thạch tập trung phát huy lợi thế sẵn có của mình, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ để nâng cao đời sống của người dân. Từ đó, làm tiền đề để huyện Lập Thạch bứt phá, trở thành huyện có nền kinh tế phát triển. Về việc phát triển dịch vụ thương mại trên địa bàn để nâng cao đời sống kinh tế xã hội cho nhân dân địa phương thì Ủy ban nhân dân thị trấn có cái định hướng, cái thứ nhất là tuyên truyền cho nhân dân mở rộng các cái đại lý lớn trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là mua sắm các cái trang thiết bị máy móc công nghiệp hiện đại để nâng cao năng suất lao động, tăng cường cái thu nhập cho địa bàn. Năm 2020 là năm chịu ảnh hưởng không nhỏ của thiên tai và dịch bệnh COVID-19. Song với sự đồng lòng của chính quyền và người dân, huyện Lập Thạch vẫn nỗ lực thực hiện các mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 3,81%, cơ cấu kinh tế chuyển mạnh sang công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 50 triệu đồng một người một năm. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2021, huyện Lập Thạch sẽ tập trung cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Về lĩnh vực công nghiệp sẽ quyết liệt trong giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư vào 3 khu công nghiệp và 6 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Lập Thạch. Thứ hai, trong nông nghiệp sẽ tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa có chất lượng cao để tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Vấn đề thứ ba là tập trung cho phát triển du lịch dịch vụ, trọng tâm là thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại Hồ Vân Trục của huyện Lập Thạch để đem lại hiệu quả kinh tế cho địa phương. Kinh tế ngày một khởi sắc, đời sống của người dân ngày một nâng cao đã làm nên một diện mạo mới của huyện miền núi của tỉnh. Bước sang năm 2021 cũng là năm khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lập Thạch đồng lòng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, đưa Lập Thạch trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là vùng đất anh hùng. Thưa quý vị và các bạn, bước vào đầu năm 2020, Vĩnh Phúc là một trong những địa phương đầu tiên phát hiện những ca dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, sự đồng hành của ngành y tế địa phương và trung ương, Vĩnh Phúc đã khống chế thành công dịch bệnh, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Thành công trong công tác phòng chống dịch là những kinh nghiệm quý báu để ngành y tế triển khai đồng bộ các giải pháp chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Khi Vĩnh Phúc xuất hiện những ca bệnh đầu tiên dương tính với COVID-19 vào đầu năm 2020, cùng với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị vào cuộc dồn sức cho công tác phòng chống dịch. Trong tức tốc, Vĩnh Phúc đã có ngay những kịch bản để chủ động chống dịch, quyết tâm không để lây lan ra cộng đồng. Với sự tham mưu của ngành y tế, Vĩnh Phúc đã thành lập ngay bệnh viện dã chiến và một khu cách ly tập trung để cách ly tất cả các trường hợp nghi nhiễm, tiếp xúc gần với bệnh nhân. Các trường hợp tiếp xúc gián tiếp được cách ly ngay tại gia đình, có sự kiểm soát, theo dõi y tế chặt chẽ. Ngành y tế phối hợp với các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền những khuyến cáo của Bộ Y tế và diễn biến dịch để nâng cao nhận thức của nhân dân, chủ động phòng chống dịch. Tôi đánh giá rất cao trong cái sự vào cuộc, trong cái quá trình phòng chống
bệnh viêm đường hô hấp cấp do coronavirus. Các cái giải pháp của tỉnh Vĩnh Phúc triển khai khá đồng bộ và đặc biệt là có cái sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế. Các tuyến y tế cơ sở và cả những bệnh viện tư nhân đảm bảo chất lượng được chuẩn bị sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân. Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên được trang bị nhiều thiết bị hiện đại. Các bác sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm điều trị được điều động về đây để chữa trị tốt nhất cho bệnh nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định khoanh vùng và cách ly xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên trong thời gian 21 ngày và tiến hành lập 12 chốt kiểm dịch. 161 bác sĩ của cả các cơ sở y tế trung ương đóng trên địa bàn và ngành y tế Vĩnh Phúc được điều động tăng cường cho xã Sơn Lôi và trạm y tế các xã thuộc huyện Bình Xuyên. Với sự đồng hành của Y tế Trung ương, ngành Y tế Vĩnh Phúc đã điều trị thành công cho tất cả các bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà. Đây cũng là tuyến y tế cơ sở đầu tiên trong cả nước điều trị thành công COVID-19. Đây cũng là một cái sự thử thách đối với các thầy thuốc. Ngoài cái việc là thì chuyên môn theo dõi bệnh nhân rồi điều trị theo các tình huống xảy ra, điều trị các cái bệnh phối hợp thì các thầy thuốc còn phải đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm. Và cái thứ ba là cái đối mặt đó là cũng không tránh khỏi những cái có những một số người cũng có những người dân cũng có những cái kỳ thị với cái thầy thuốc mà đang trực tiếp tại cái khu điều trị dịch. Tất cả những trường hợp anh em trực tiếp điều trị tại đây thì từ hôm thành lập cái khu cách ly này thì chúng tôi cũng có hỏi thăm thì anh em đều ở lại hết, chưa có ai về nhà. Và anh em cũng hết sức nỗ lực cố gắng tuân thủ hoàn toàn tuyệt đối những cái quy định về chuyên môn và đặc biệt là phòng lây nhiễm để tránh bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Và đấy là những cái hy sinh cố gắng mà anh em đã thực hiện mà chúng tôi rất là ghi nhận. Bước vào đầu năm 2021, khi dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, ngành y tế Vĩnh Phúc và các đơn vị trực thuộc, các địa phương phát huy kinh nghiệm từ công tác phòng chống dịch năm 2020, chủ động các giải pháp để phòng chống dịch trong tình hình mới, đảm bảo mục tiêu 5-0. Ngành y tế của toàn quốc cũng như tỉnh ủy ban sẽ quan tâm hơn đến công tác dự phòng. Đây là một công tác phòng chống bệnh, dịch bệnh phải đi từ khi chúng ta chưa phát hiện dịch. Và như vậy công tác dự phòng phải làm tốt thì chúng ta sẽ đảm bảo được không dịch không bùng phát như hiện nay. Và cái thứ hai là cái cơ hội cho ngành y tế được đầu tư về cơ sở vật chất, đặc biệt là về ngành y tế. Có thể là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ được đầu tư cơ bản trong cái giai đoạn tới để làm sao làm tốt công tác về phòng chống dịch và đặc biệt là không những về công tác chống dịch mà công tác dự phòng và các bệnh không như lây nhiễm và tất cả các lĩnh vực dự phòng chắc chắn trong thời gian sẽ có cơ hội được quan tâm hơn. Chúng tôi đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm trong cái quy trình phòng chống dịch cũng như kích hoạt cái hệ thống và phòng chống dịch để khi có dịch bệnh xảy ra thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng kịp thời. Hiện nay thì cái dịch bệnh thì diễn ra cũng đang rất là phức tạp và khó lường, nhưng mà với sự quyết tâm cao của bệnh viện cũng như là kinh nghiệm mà trong những cái đợt chống dịch đầu tiên, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ làm tốt cái công tác này trong thời gian tới. Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn với nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, với sức mạnh của ý Đảng, lòng dân, sự vào cuộc chủ động, tích cực của ngành y tế, Vĩnh Phúc quyết tâm phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kép, góp phần quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra ngay năm đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17.